Rồi, hello, xin chào đại gia đình đã quay trở lại với kênh âm thanh BMT Củ Chi. Thì kênh mình là bán những cái loại âm ly lo công ty chính hãng, đặc biệt là những dòng Arirang và Paramax. Thì hôm nay là mình về tiếp tục một bộ Arirang, hàng cũng còn ok nha mọi người. Và bộ này hát chắc âm tốt luôn. Bao gồm là một con âm ly. Âm ly này là Arirang 203XG màu trắng nha. Con này tình trạng là men zin, hoạt động tốt cho anh em luôn đó. Và mặt tiền đẹp ha. Mặt tiền đẹp, nắp thì cũng bị trầy, kiểu như bị dập sơn tí xíu. Đây, để mình quay gần ha. Đây nè, nắp bọng thì cũng sạch sẽ, nhưng mà nó có một vài vết trầy nha anh em, trầy xét. Đây nè, tí xíu thôi à, nhưng mà đánh giá nắp là cũng còn ok, nên không có sơn lại. Nhưng mà cái này sơn lại thì nhiều khi nó xấu hơn gì nữa. Thì mình để mộc mạc chắc nước sơn zin nha anh em. Rồi, một âm ly và một cặp lo Arirang Zen 3 đây. Loại này bass 25, 3 đường tiếng, một bass, một trung, một chép, hai chiếc nha anh em. Bass là màn bass còn đẹp hết và lo bass zin. Thì tình trạng lo như thế nào tí nữa mình quay cho anh em xem bên trong luôn. Báo cáo chính xác cho đại gia đình. Bác nào ưng ý thích thì liên hệ em đặt hàng. Thì lo này chúng ta ghép chung một bộ là rất là hợp lý. Ê căng còn nha anh em, ê căng còn đầy đủ đó. Mà ê căng đời này là mũ nha, ê căng mũ ha. Nó còn hai chiếc bình thường. Thì hùng lo này tình trạng là lo đẹp và bên trong sạch sẽ hết như mới bên trong luôn, mà tình trạng cái vỏ thì nó hơi xấu. Vỏ ở đây xấu là bị trầy đề can ha. Đây, để mình quay cho anh em xem. Hồi nãy ra vỏ là trầy nè, trầy thôi chứ nó không có nở và không bể mớp dốc ha. Trầy nè, tình trạng là hơi xấu điểm này. Có ốc treo tường đầy đủ nha mọi người. Đó, một cặp này có ốc treo tường. Và đằng sau tem bọng còn ok hết. À, đi răng ha. Răng 3 nha anh em. Đó. Và công suất là 200W. 200W một chiếc. Mình đang ghép với Arirang XG là 180W công suất chuẩn. Thì đánh với cặp này đánh rất căng nha. À, 200W 3 quay nha anh em, là bass trung chép nha. Rồi, thì tình trạng khùng như thế. Bây giờ mình sẽ gỡ ra cặp lo cho anh em xem trước nội thất, rồi tới âm ly và quay báo giá cho anh em cả bộ này. Rồi, thì tiếp tục anh em cho mình quảng cáo thêm sản phẩm. Thì hôm gà mình bán cái loại này cũng rất là nhiều. Đây là lo kéo mini Bluetooth, nhưng mà hiện tại là mạch không có ha. Thì mình lấy vỏ và lo mình sử dụng làm lo giống lo hùng như thế này. Thì cái loại này là bass 16 nha anh em, bass đường kính 16 và một bass một chép. Vỏ lo và lo đều tốt, đẹp và hoạt động ok. Thì một cặp như thế này là mình bán với giá 440.000, một chiếc là 220k, mỗi chiếc là 220 cành. Số lượng thì hiện tại giờ chỉ còn khoảng 3 cặp 6 chiếc. Anh em nào xem thấy hít, chúng ta muốn sở hữu lắp ghép như thế này, thì ở đây là mình đang ghép trực tiếp qua con Arirang XG luôn anh em. Mình dạng công suất vừa đủ mình nghe ha. Ở đây là dây lo nè, mình móc lấy hai cộng dây ao lo ra nè, mình nói vô rồi chúng ta có ngay một chiếc lo đơn giản gọn gàng, một chiếc như thế này, 220 cành nha anh em. Rồi chiếc bên đây cũng như thế. Dây mình tước đầu ra sẵn là mình nói vô thôi. Còn lại thì mình dây, các dây còn lại mình không tiếp xỉa tới. Mục đích là để làm lo nghe nhạc ha. Anh em muốn về làm lo lời cũng được. Lo lời thì chúng ta cản tụ hiêm. Cản tụ là cản tụ 4.7, lấy cái tiếng trung á anh em.
Rồi, thì sản phẩm này cũng đẹp và hợp lý, giá cả phải chăng. 440 cành, 2 chiếc cộng ship. Thì tiền hàng này anh em có thể là chuyển tiền trước cho em sẽ lên đơn và gửi hàng đi. Ở gần thì qua tại chợ lấy. Mình là địa chỉ ở là Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, ở xã Tân Thành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Đó, rồi dặn lớn lên tí nữa đi. Nghe cũng rất là ok nha, hay lắm. Rồi tiếp nói thì mình xem nội thất nha anh em. Lo mình tháo ra hết ha. Quay cho anh em xem từng chiếc lo. Thì lo này tình trạng lo zin hết. Bát đẹp. Và vỏ hùng hơi xấu tí xíu nha. Xấu ở đây là trầy trầy á. Rồi lo chúng ta là đây để mình đứng dậy đi. Lo zin hết. Một con trung này hai. Nhưng mà mình hai cũng của đời Airang. Hai đời Airang T1. Răng răng một nha anh em. Đó, mình hai một con trung răng một nè. Đó, lo này cũng là lo hàng hát bình thường, hoạt động tốt nha. Đó, còn lại là zin theo răng ba. Đây, còn lại zin theo lo nha anh em. Này lo này là lo chép nè. Đó, thì cái mẫu này là lo ba đường tiến nha. Và đặc biệt quả bát là chất lượng. Quả bát thì là màng bát 25 nha. Lo bát 2 tắc rưỡi đó. Con ở đây con 38 4 lớp và trang bị từ đôi nha. Rồi. Đó, rồi chiếc bên đây nè, thì mình cũng tháo mô phỏng ra một chiếc bát. Mình quay cận cảnh cho anh em xem. Này login nha, zin đẹp hết bình thường á. Đây chép nè. Đó, lo ba đường tiếng. Tình trạng bên trong là còn sạch đẹp. Vỏ hùng hơi trầy tí xíu. Cặp này giá là 1.150.000. Đó, anh em nào xem ưng thích thì liên hệ em đặt hàng. Giá 1.150.000 là cộng tiền ship nha anh em, tiền ship tính riêng không có bao ship. Thì các bác cứ xem tham khảo ưng ý thì chúng ta chốt hàng liên hệ em đặt ủng hộ nha anh em. Lo bát bao zin bao đẹp bao hát tốt. Bát 25 nha. Từ kép này hai từ nha. Đó, bên trong thùng là có phân tầng và tấm gòn, giờ còn sạch lắm nha anh em. Y căn mũ nha, y căn răng ba chính hãng. Lo này chúng ta ghép amply 4 sò lớn, 8 sò lớn, 12 sò, đánh là được hết, cũng rất là dễ dùng, dễ ghép. Ở đây mình đang ghép phối với một bộ XG nha anh em. Rồi thì tình trạng lo là như thế, báo cáo chính xác cho mọi người. Bây giờ mình ráp lại là ok. Ha. Rồi bây giờ mình xem trong máy anh em. Airang XG, hàng công ty chính hãng. Thì Airang là công ty sản xuất và lắp ráp ở Việt Nam, liên danh với công nghệ Hàn Quốc. Nhiều người anh em, nhiều bác hỏi là máy này sản xuất ở Hàn Quốc hay là hàng bãi. Thì cái này là hàng công ty chính hãng ở Việt Nam nha anh em. Airang là hàng xuất xứ, là hương hiệu và công nghệ của Hàn Quốc nhưng mà được lắp ráp bởi công ty ở Việt Nam. Airang xịn, công ty chính hãng. Airang 203 XG màu trắng nha anh em. Đây, tình trạng là máy men zin và hoạt động tốt. Dàn nút chiếc áp volume nghe nhạc dặn là ok. Và phần karaoke là cũng full luôn. Karaoke là chúng ta hát nhẹ nhàng, tốt chức năng. 203 XG, những cái đời này là karaoke chuyên dụng nha anh em. Và công suất cũng rất là khỏe. Ở đây là 180W một kênh ha. 180W cộng 180W nè, output đó. Output đó. Công suất chuẩn nha. Chạy được lo là 4 ôm luôn. Ở 4 ôm là chúng ta ghép 8 ôm là bình thường. 8 ôm là chúng ta quýnh được 2 cặp 8 ôm là chúng ta sẽ xuống còn 4 ôm. Là thông số chính xác khi mà chúng ta sử dụng là mình mắc song song hai cặp 8 ôm là đo lại là nó sẽ còn 4 ôm nha anh em. Đó là tối đa là đánh được 2 cặp. Mà nếu mà 3 cặp là máy không đánh được, không máy nào đánh được nha anh em.
Rồi máy này là 4 tụ lọc nguồn lượng nên cái tiếng bass bao chắc nha. Bass đầy đặn cho anh em. Giờ ở đây sò em bao gin, men gin cho anh em nha. Ở sò là 8 con nè, 1, 2, 3, giờ dưới cái quạt là 3 con nữa nè, 4 con á, là đây 2 nè, 6, giờ 2 con về đây nữa là 8. Đó. Ở đây men của chúng ta là nó hơi bụi bặm tí xíu, cái này có vệ sinh rồi nha anh em. Và chân linh kiện cũng đã kiểm tra, hai cái đầu linh kiện là cũng còn ngon chứ không bị xét nha anh em. Đó là đã kiểm tra kỹ càng, độ bền em này còn cao luôn. Đó, vàng rề là zin theo máy hết ha. Đó, bo nào cũng đều nhau, không có lai nha anh em. Rồi tổng quan em này như thế, tăng phô trà ná. Con này giá là 1.500.000 đồng, bao men zin và sử dụng tốt phần rề nha anh em. Nghe nhạc karaoke nhẹ te. Đó, anh em nào ưng ý chốt thì liên hệ số điện thoại ở góc trái màn hình nha anh em. Rồi thì cuối chương trình là mình sẽ test chắc âm ha. Trời giờ nó âm u hơi tối thì hứa ánh sáng bật đèn LED lên anh em cho nó sáng sáng tí. Thì một bộ này là mình báo giá luôn, âm ly là 1.500.000, lo là 1.150.000. Thì cả bộ này nếu mà bác nào mua chốt hết cả bộ thì giá là 2.650.000 cộng ship ha, 2.650.000 cộng ship. Rồi bây giờ mình sẽ test chất âm lên nhạc cho anh em. Chết cha, hết nhạc rồi, chờ mình tí xíu nha. Rồi nãy giờ nó nghe hết nhạc anh em. Ba lăng nè. Tiếng ra bao tốt luôn nha anh em. Bass chắc. Bass đây. Chép. Bass chép đầy đủ và ớp phê ngọt ngào nha. Lên EQ nè. Ok luôn ha, máy hoạt động đánh là tiếng rất hay. Chúng ta nghe nhạc là tốt rồi. Thì tiếp tục sẽ test phần echo vang vọng. Thì chip echo này là chạy con này là IC TM620001 nha anh em. Con này là chạy IC cũng đời cao của hàng zin theo Adirang luôn. 203XG đúng đời. 1 2 3 4 5 6 7. Alo. 2 3 4. Đó, tiếng rất nhẹ nha, nhẹ te luôn nha. 2 3 4 5 6 7 8 9. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi mid 1 ok. Tiếp tục mid 2 nè anh em. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Đó, cái nút này là giảm thời gian của cái tiếng mình alo nói vô. Và mình sẽ tăng lên ha. Tăng nhanh thì nó sẽ lọc nhanh. Alo, alo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Thì anh em căn chỉnh thoải mái theo ý thích. Chúng ta khi mà cắm vào mic vào nè, là chúng ta sẽ dặn ốp cái tiếng này xuống, ốp cái volume đầu tiên xuống nha anh em. Đó, mình cắm vào là mình sẽ dặn lên. Đó, vậy là đúng kỹ thuật ha. Khi mình rút ra cũng vậy, rút ra thì mình phải ốp cái volume và rút ra ha. Rồi test lại mic số 2 cho anh em nghe. 1 2 3 4 5 6. Ngon lành, cả bộ này hát tốt hết nha. Rồi
rồi thì clip mình quay và test tới đây kết thúc. Anh em nào xem ưng ý hết thì liên hệ mình đặt hàng ủng hộ cho shop nha. 2.650.000 cộng ship. Mua hàng đặt cọc trước nha anh em. Rồi bye bye anh em. Hai cây.